Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 259. Chương 2581, che đậy nhân quả 2. Bế Phi nương nương vừa mừng vừa sợ, tiến lên đón rồi nói, thật tốt quá, Ngọc Khê Tử cũng ở đây. Ngọc Khê Tử, ngươi dùng hỗn độn đại đạo thử một lần, không chừng có thể thức tỉnh ý thức của đạo tôn. Mọi người lộ vẻ chờ mong. Ngọc Khê Tử liếc nhìn Cung Tiệp Huyên một cái, không hề nhúc nhích. Bế Phi nương nương nhìn ra không đúng, vội vàng nói, các ngươi còn do dự cái gì? Ngọc Khê Tử, không chừng còn có thể cứu được đạo tôn. Cung Tiệp Huyên nói, nương nương, mục đích chúng ta tới đây chỉ là bảo vệ an toàn cho thiên cảnh chứ không phải là đánh thức đạo tôn. Đạo tôn lâm trong tịch diệt là tốt nhất, tránh cho chúng ta phải ra tay. Chư vị, chúng ta đi. Cô xuất lĩnh đám người động huyền, Sầm Khê đi xa, chỉ còn lại đám người Bế Phi nương nương sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Thiên địa đại đạo ầm ầm chấn động, đạo lực trong thiên cảnh cũng đang khuấy động bành trướng, nhưng nhiều lần bị chữ thập chặt đứt. Mỗi khi tiếng chấn động vang lên, lại có hào quang lóa mắt bắn ra từ vết kiếm, đợi đến khi âm thanh ù ù truyền qua, hào quang cũng tự biến mất. Cảnh Ninh Tử khẽ nhíu mày rồi nói, đại đạo thiên cảnh khôi phục càng ngày càng mạnh, chắc vết kiếm của Thông Thiên Đạo Chủ cũng không thể cắt đứt thiên địa đại đạo quá lâu. Bọn họ đợi mấy năm, mắt thấy vết kiếm sắp không chịu được, Thông Thiên Đạo Chủ lại khoan thai đi đến, kiếm quang tuyệt thế nổi lên, hai kiếm giao nhau, xuyên qua trời đất, chặt đứt đại đạo. Đám người Bế Phi nương nương giận không kiềm được, giao thủ với Thông Thiên Hưng không địch nổi, đều bỏ lại một ngón tay, lỗ tai, mắt, đùi gì đó, Thông Thiên Đạo Chủ thong dong rời đi. Bế Phi nương nương tức giận ngập trời, đến tìm đám người Cung Tốn, cả giận nói, Thông Thiên ác tặc tới đây, vì sao các ngươi không ra tay? Các ngươi có phụ ơn đạo tôn bồi dưỡng, có phụ ơn thiên cảnh sinh dưỡng. Các ngươi cũng xứng làm đạo chủ, rõ ràng chính là đạo tặc. Còn ngươi, Tiệp Huyên, ngươi là con gái của đạo tôn, chẳng lẽ chỉ thấy chết mà không cứu? Cảnh Ninh Tử không nhịn được, cả giận nói, chúng ta là đạo chủ của Bỉ Ngạn, không phải đạo chủ của thiên cảnh. Kiếp vận mà chúng ta mang đều là đạo tôn ban tặng. Đạo tôn muốn tiêu diệt chúng ta, dẫn phát triệt để tịch diệt kiếp của Bỉ Ngạn, bây giờ Vu Khê, Giang Ninh đã hoàn toàn ứng kiếp rồi. Tuy bọn họ chết trong tay người khác, nhưng đầu sỏ gây nên chính là đạo tôn. Loại tiểu nhân nham hiểm này mà cũng xứng cho chúng ta cứu. Bế Phi nương nương ngây ngốc, động huyền thấy thế, kể lại đầu đuôi sự tình rồi nói, chúng ta đã là người gánh vác kiếp vận của Bỉ Ngạn. Vốn không nên tới thiên cảnh bảo vệ thiên cảnh, nhưng thiên cảnh gặp nạn, chúng ta vẫn tới. Đây là đạo nghĩa, nhưng không liên quan gì đến đạo tôn. Kính xin nương nương thứ lỗi. Trong lòng lúc nhất thời Bế Phi nương nương vẫn không thể tin được, đầu óc hoang mang rồi nói, Tiệp Huyên cũng trong hàng ngũ hiến tế. Tiệp Huyên là con gái của đạo tôn mà, nguyên bản cô nương nhất định phải chết, chỉ cần hồng mông của cô đắc đạo thì sẽ chết ở Bỉ Ngạn. Nhưng cũng may có người đắc đạo trước cô, mà đổi lấy một chút sinh cơ cho cô nương. Hải Ninh Tử nói, cô nương không chứng đạo hồng mông ở Bỉ Ngạn, chỉ chứng hai lần chứng đạo ở Bỉ Ngạn, nếu chứng đạo ở thiên cảnh như vậy thì kiếp vận không nặng. Còn chúng ta, ánh mắt của hắn đảo qua Động Huyền, Sầm Khê, Ngọc Khê, Cảnh Ninh rồi nói, chúng ta là những người nhất định phải hủy trong kiếp này. Sầm Khê Tử nói, Động Huyền và Cảnh Ninh còn có cơ hội. Thái Nhất đắc đạo, Hoa Thịnh Thịnh, đã chết. Bế Phi nương nương lắc đầu nói, đạo tôn sẽ không làm như vậy, có phải các ngươi hiểu lầm gì ngài ấy không? Cung Tiệp Huyên vẫn luôn trầm mặc, lúc này mở miệng, phá tan tất cả ảo tưởng của cô, đạo tôn đã làm như vậy. Bế Phi nương nương vội vàng nói, ngài ấy cũng là vì thiên cảnh. Cung Tiệp Huyên nói, nương nương, chúng ta cũng sẽ chết vì thiên cảnh. Chúng ta đã quyết tâm liều chết. Nếu người nói với ta, nữ nhi, ta cần con chịu chết vì thiên cảnh, ta sẽ không nhíu mày tới một cái. Nhưng ta phải chết minh bạch, chứ không phải lừa gạt chúng ta đi chịu chết. Hải Ninh Tử điềm nhiên nói, kỳ thật, hắn chuyển rời kiếp vận của thiên cảnh sang cho Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn có thể trì hoãn kiếp vận. Nhưng hắn bảo chúng ta thành đạo trong Bỉ Ngạn, chính là gia tăng thêm kiếp vận, khiến cho Bỉ Ngạn hoàn toàn tịch diệt. Mục đích của hắn không chỉ đơn thuần là cứu thiên cảnh.
Cảnh Ninh Tử nói, mục đích của hắn là mượn Bỉ Ngạn Tịch Diệt, tu thành Tịch Diệt đại đạo hoàn mỹ. Bế Phi nương nương yên lặng xoay người rời đi, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nói, ta không tin hắn sẽ làm loại chuyện này. Chương 2582, che đậy nhân quả, 3. Lại qua mấy năm, chữ thập phát ngang thiên địa lại bị thiên địa đại đạo chấn động đến lơi lỏng, Thông Thiên Đạo Chủ lại một lần nữa đi tới thiên cảnh, tu bổ vết kiếm. Chỉ có điều lần này, Bế Phi nương nương không ra tay ngăn cản. Sau đó cứ cách vài năm, Thông Thiên Đạo Chủ đều sẽ tới thiên cảnh, gia tăng ấn ký vết kiếm. Nhưng thiên địa đại đạo chấn động càng lúc càng kịch liệt, lực lượng đại đạo thức tỉnh càng ngày càng mạnh. Tần suất của Thông Thiên Đạo Chủ cũng càng ngày càng gần, trăm năm sau, hắn dứt khoát ở lại thiên cảnh. Ngồi xếp bằng trên thánh lang phong cao nhất thiên cảnh, dùng kiếm khí hùng vĩ của bản thân để chống lại đạo lực của thiên địa. Thỉnh thoảng thánh lang phong lại vang lên chấn động kinh người, đồng bộ với chấn động của thiên địa đại đạo, hiển nhiên do chấn động đạo lực của thiên cảnh thức tỉnh truyền tới trên người Thông Thiên Đạo Chủ. Thông Thiên Đạo Chủ và đám người động huyền, Cảnh Ninh nước giếng không phạm nước sông, ngược lại Cảnh Ninh Tử thường xuyên chú ý đến chấn động của thánh lang phong. Nói với mọi người, Thông Thiên Đạo Chủ không kiên trì được bao lâu nữa, sẽ không thể chống lại đạo lực thiên địa đại đạo của thiên cảnh. Thêm 6 năm nữa, hắn chắc chắn sẽ bị lực phản chấn của thiên địa đại đạo đả thương. Qua mấy năm, quả nhiên Thông Thiên Đạo Chủ bị đạo lực chấn động đến khóe miệng chảy máu tươi, thánh lang phong cũng bị chấn động đến nứt ra, sụp xuống nhiều. Ta tới giúp hắn, Cảnh Ninh Tử nói. Có hắn tương trợ, thiên địa đại đạo vẫn không cách nào khôi phục, thế nhưng thiên địa đạo lực vang lên lại như nước lũ bị đập lớn ngăn cản, càng ngày càng mạnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày, luồng thiên địa đạo lực này sẽ phá tan cản trở của hai đại sát phạt đạo chủ, khiến thiên địa đại đạo của thiên cảnh triệt để thức tỉnh. Rốt cuộc luồng thiên địa đạo lực này, từ đâu mà đến? Trong lòng Cảnh Ninh Tử cũng âm thầm kêu khổ, tại sao lại càng ngày càng mạnh? Cho nên thiên địa đạo lực đến từ hư không, đạo lực trong hư không vô cùng vô tận, có thể khiến vô số tu sĩ trong vô số vũ trụ ở hỗn độn hải đồng thời rút lấy. Giọng nói của Hứa Ứng khổng lồ, vừa biểu diễn đạo pháp hư không, vừa mở miệng nói, khi lĩnh ngộ hư không đại đạo chính là đứng ở thế bất bại. Đạo pháp không thể tổn thương. Tam giới, trong hư không giới, cách Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương Chân tổ chức một lần hư không đại hội, đã qua mấy trăm năm. Lần này hư không đại hội của đạo minh không chỉ có tam giới mà còn có cao thủ thiên cảnh của Bỉ Ngạn và các cao thủ trẻ tuổi đến từ đại thiên vũ trụ cũng vượt qua tầng tầng lớp lớp hư không. Đi tới thịnh hội, rất nhiều gương mặt xa lạ do Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng mời đến. Vị đạo nhân này và Thạch Thiên Dưỡng đi tới thạch giới, có cơ duyên khác, trở thành lãnh tụ của thạch giới. Lại nghĩ cách liên hệ thêm mấy vũ trụ, tăng thêm vốn liếng phản kháng Bỉ Ngạn, thế là mấy năm nay một mực bôn ba trong hỗn độn hải. Hai người bọn họ công nhiên tạo phản, cũng may Bỉ Ngạn vì chuyện kiếp vận mà sứt đầu mẻ trán, mới đẻ cho bọn họ tiếp tục sống sót. Nhưng tên tuổi Bỉ Ngạn đạo minh cũng vì thế mà vang dội trong đại thiên vũ trụ, dẫn tới rất nhiều kỳ tài ngút trời gia nhập đạo minh. Trong thịnh hội, Hứa Ứng giảng giải cửu đạo tuần chứng, giải thích huyền diệu trong đó, nhưng cũng có các loại giải thích về huyền diệu của các đại đạo như hỗn độn, hồng mông, vô cực. Trường Tôn Thánh Hải cũng là đại cao thủ cửu đạo tuần chứng, nhiều lần được Hứa Ứng mời lên giảng đạo đài, giải thích cửu đạo tuần chứng từ một góc độ khác. Nguyên Vị Ương cũng lên đạo đài giảng ảo diệu hư không, chỉ có điều cô nói quá huyền ảo, rất khó hiểu. Cũng may có Hứa Ứng dùng pháp môn cửu đạo tuần chứng bổ sung cho hư không đại đạo, ngược lại có 6-7 người có thể nghe được. Có điều, người có thể lợi dụng hư không vẫn chỉ có Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương. Hư không đại đạo thật sự quá thiên lệch, công pháp liên quan tới môn đại đạo này đã ít lại càng ít, lĩnh ngộ càng ít đến đáng thương, người có thành tựu không khác gì lông phượng sừng. Lân, muốn có thành tựu trong đạo này, thực sự khó càng thêm khó. Toàn bộ tam giới, có thành tựu trong hư không chi đạo, cũng chỉ có 3 người là Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương và Ngọc Hư. Đợi đến sau khi thịnh hội xong, Hứa Ứng đột nhiên loáng thoáng có chút cảm giác bất an, cẩn thận tìm kiếm nhân quả, lại không biết cảm giác bất an từ đâu mà đến. Đúng vào lúc này, lại có hào quang đại đạo lóe lên. Hứa Ứng liếc mắt nhìn một cái rồi nói, hư hoàng lại chứng đạo. Nguyên Vị Ương nghi hoặc hỏi, mấy lần rồi? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta chưa đếm qua. Nhưng hắn cứ chứng đạo mãi vậy, thiên địa đại đạo của tam giới đều sẽ bị hắn chứng một lần.
Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2583, Che đậy nhân quả, 4. Mấy năm nay, cứ qua một khoảng thời gian hư hoàng lại chứng đạo một lần, lúc trước hắn chứng đạo còn có thể dẫn tới rất nhiều người quỳ bái, nhưng sau đó dần dần thành thói quen. Nhất là sau khi hư không thịnh hội qua đi, chính là thời kỳ hư hoàng chứng đạo thường xuyên nhất, thường động một chút là phải chứng mấy lần. Chỉ có điều so sánh với hư hoàng thường xuyên chứng đạo, đám người Ngọc Thanh, Thái Thanh, Ngọc Hư, Địa Tiên Tri Tổ, Phật Tổ, Thái Ất Thiên Tôn, Viễn Tổ đều rớt lại phía sau. Bọn họ cũng đạt được ảo diệu tuần chứng, cũng lĩnh ngộ được vốn đã có đủ, nhưng đại đạo bọn họ tu hành không hỗn tạp như hư hoàng. Thường thường đều là tiên thiên đại đạo trong cửu đạo, muốn chứng đạo cực kỳ gian nan. Hư hoàng chứng đạo là 3.000 đại đạo nằm trong thái nhất, số lượng rất nhiều nhưng chứng đạo lại dễ dàng hơn nhiều. Hư hoàng định dùng pháp môn chứng 3.000 đại đạo trước, lại suy luận về thái nhất đại đạo, dùng nó để nghịch chứng thái nhất. Nguyên vị ương suy đoán, sau khi hắn nghịch chứng thái nhất thì có thể mở ra cửu đạo tuần chứng, do có căn cơ của đạo chủ 3.000 đại đạo, cửu đạo tuần chứng của hắn sẽ nhanh hơn bất cứ ai. Hứa Ứng tán thưởng nói, thiên phú của hắn thật sự là cao đến đáng sợ. Khó trách đạo tôn không muốn thả hắn đi, kiên quyết giữ hắn ở bên người. Nếu thả hắn rời đi, hắn mà có được cơ hội ắt sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Đột nhiên, y khẽ nhíu mày, lại cảm ứng được một loại kinh hãi khó hiểu. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ rồi nói, vị ương, ta dùng nhân quả kiếp vận tạo thành toàn chi chi nhãn, quan sát chính mình, nàng xem kiếp vận của ta có thay đổi hay không. Y phát động hai loại đại đạo nhân quả và kiếp vận, hai loại đại đạo dây dưa, hình thành một kim luân, đạo quang vô biên trong kim luân hình thành một con mắt, chăm chú nhìn vào Hứa Ứng. Nguyên vị ương mượn toàn chi chi nhãn nhìn về phía Hứa Ứng, trong lòng khẽ động nói, kiếp vận của chàng sinh biến, đang diễn hóa sát kiếp, có huyết quang lóe lên, đỏ rất đậm, phảng phất như bên trong ẩn giấu huyết hải. Xét theo nhân quả, kiếp vận bắt đầu từ hồng, mông. Hứa Ứng suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, ta bị kiếp vận của Bỉ Ngạn che đậy. Dường như kiếp vận lần này có phần khác biệt. Trong kiếp vận trước đây, ta còn có thể cam đoan mình không bị che đậy. Y thở hắt một hơi, lập tức chỉnh đốn hành trang, nói với Nguyên vị ương đạo, ta trở thành Hồng Mông đạo chủ ở Bỉ Ngạn, bị kiếp vận truy đuổi, không cách nào chạy thoát. Hôm nay, chỉ có tới Bỉ Ngạn ứng sát kiếp, vừa là vì ta, cũng vì tam giới, tìm kiếm sinh cơ. Tuy Lâm đạo chủ rời khỏi trung tâm quyền lực, nhưng vẫn có rất nhiều đạo chủ đi vào Hồ Sơn Các để bái kiến hắn. Lâm đạo chủ lúc trước xin miễn hết thảy khách đến, nhưng mấy đạo chủ ở bên ngoài dồn dập ồn ào, nói hắn bạc tình. Trong đó có người năm xưa chết trong tay hắn, dùng cách này thuyết phục, Lâm đạo chủ dưới tình thế bất đắc dĩ, đành phải mời bọn họ vào. Vì vậy người đến bái kiến Lâm đạo chủ dần dần gia tăng, trong đó có Thạch Lam đạo chủ, khuyên hiện giờ Thái Nhất đã đi ngược chiều. Ban bố chiếu lệnh tân thánh tộc, muốn cho đám dân đen ở Đại Thiên Vũ Trụ trở thành chủ nhân của Bỉ Ngạn. Cứ thế này chỉ e thánh tộc chúng ta sẽ bị tân thánh tộc ăn xong lau sạch. Lâm đạo huynh phải làm chủ cho Bỉ Ngạn của ta. Lâm Truyền Đình cực kỳ hoảng sợ, Thạch Lam đạo hữu, cớ sao ngươi lại nói ra những lời như vậy? Bây giờ ta còn là thân mang tội, há có thể làm chủ cho người Bỉ Ngạn? Không được hại ta bất nghĩa. Hắn đuổi đám người Thạch Lam đạo chủ ra khỏi Hồ Sơn Các. Nhưng qua mấy ngày, lại có người đến đây khuyên bảo rồi nói, Bỉ Ngạn là Bỉ Ngạn của người Bỉ Ngạn, bây giờ lại sắp trở thành Bỉ Ngạn của Đại Thiên Vũ Trụ. Lâm đạo huynh, cứ thế mãi, Bỉ Ngạn sẽ phải đổi chủ. Lâm Truyền Đình thở dài rồi nói, bây giờ Thái Nhất đạo chủ làm chủ, ta cũng bất lực, mời chư vị về đi. Qua một thời gian nữa, lại có đạo chủ tìm đến, mời Lâm đạo chủ rời núi rồi nói, chỉ có các hạ rời núi, đứng ngang hàng với Thái Nhất mới có thể khiến Thái Nhất thu liễm, giữ gìn quyền lực của lão thánh tộc chúng ta. Lâm đạo chủ lắc đầu nói, ta một lòng cầu đạo, không hỏi tới chuyện trong thiên hạ nữa, mời chư vị về đi. Lại có đạo chủ tìm đến, ngôn từ kịch liệt, vì kéo lại Bỉ Ngạn đang thiên lệch, chúng ta quyết định mạo hiểm, ám sát Thái Nhất đạo chủ. Đạo huynh, sau lần ám sát này, chúng ta sẽ tôn ngươi lên làm thủ lĩnh của Bỉ Ngạn. Các ngươi muốn hại ta bất nghĩa ư? Lâm Truyền Đình đột nhiên biến sắc, đuổi đám người đi, lại đóng cửa không tiếp khách. Sau đó đã xảy ra chuyện. Chương 2584, Đạo tịch duyên đến, Bỉ Ngạn nổi kiếp, 1.
khi Thái Nhất Đạo Chủ tuần tra thiên hạ, bị hơn 10 vị cường giả che mặt tập kích. Thái Nhất Đạo Chủ thực lực mạnh mẽ, 3.000 loại đại đạo vận chuyển như ý, các loại đại đạo đều đạt tới cấp bậc đạo chủ, thời không, âm dương, thần ma, sinh tử các loại thần thông xuất thần nhập hóa. Trận chiến này, hơn 10 vị cường giả che mặt tử thương quá nửa, mắt thấy sắp giết ra khỏi vòng vây vây, đột nhiên có hơn 10 món tiên thiên linh bảo từ trên trời giáng xuống, đánh Thái Nhất Đạo Chủ trở về. Cuối cùng, Thái Nhất Đạo Chủ cũng không cách nào mượn nhờ đạo lực của vũ trụ khác nên đạo lực khô kiệt, bị cường giả che mặt may mắn còn sống sót giết chết. Có điều, sau khi Thái Nhất Đạo Chủ bị chém lại không có thi thể, khiến những cường giả che mặt khác không khỏi hoảng sợ. Chết trong tay chúng ta không phải là Thái Nhất chân thân, mà là đạo thân. Chân thân của Thái Nhất vẫn còn, chúng ta nhất định phải chết. Bây giờ cơ hội duy nhất là ở Hồ Sơn Các. 7 người còn lại vừa kinh vừa sợ, tự biết trừ Lâm Đạo Chủ thì không còn đường sống nữa. Vì vậy đi tới Hồ Sơn Các quỳ lạy cầu kiến, tự nguyện muốn làm chó săn dưới trướng Lâm Đạo Chủ, thần phục Lâm Đạo Chủ. Lâm Đạo Chủ vẫn không gặp, lệnh cho Lục Dị Nhân đi ra ngoài, nói cho bọn họ biết, sư tôn của ta một lòng hướng đạo, không còn ý niệm phân tranh quyền lực trong đầu nữa. Lão nhân gia ông ta nói Thái Nhất Đạo Chủ giờ là chủ nhân của Bỉ Ngạn, các ngươi tạo phản làm loạn, mưu đồ ám sát ngài ấy, đã là bất nhân bất nghĩa. Bây giờ Thái Nhất Đạo Chủ đi hải ngoại xa xôi, lưu lại đạo thân, không đợi ngài ấy trở về, ngay cả Thiên Thành Tử, Huyền Nữ Thánh Vương cũng không tha cho các ngươi. 7 người này nghe vậy đều đứng dậy, bàn bạc nói, Thái Nhất không ở Bỉ Ngạn chắc là đi tới vũ trụ khác của Hỗn Độn Hải. Thiên Thành Tử, Huyền Nữ Thánh Vương là dòng chính của Thái Nhất, không trừ khử bọn họ thì không có đường sống cho chúng ta. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới cùng, đưa bọn họ đi ứng kiếp, những đạo hữu còn lại sẽ một lòng cùng chúng ta. Tập hợp sức mạnh của 20 vị đạo chủ chúng ta, không tin không giết được Thái Nhất. 7 người rời đi, không bao lâu đã vang lên tin tức Thiên Thành Tử gặp mai phục, sinh tử không rõ. Lại có tin tức vang lên, Huyền Nữ Thánh Vương bị tập kích ở Phi Tiên Phong, cứ thế vẫn lạc. Mà Thái Nhất đạo môn cũng bị thanh tẩy sạch sẽ, rất nhiều cường giả trong đạo môn người chết kẻ bỏ trốn, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đông đảo đạo chủ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Thái Nhất đạo chủ từ hải ngoại trở về là đại khai sát giới, đổi một thiên địa khác. Thiên cảnh, Thông Thiên đạo chủ và Cảnh Ninh Tử kiệt lực duy trì vết kiếm chữ thập, trấn áp thiên địa đại đạo. Nhưng thiên địa đạo lực khôi phục lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng cường đại tới mức hai người bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên uy lực sát phạt chi đạo của Thông Thiên đạo chủ tăng mạnh, cùng lúc đó kiếp vận, tịch diệt đạo lực cũng gia tăng rất nhiều. Cùng một thời điểm, Cảnh Ninh Tử cũng phát giác được sát phạt chi khí đến từ Bỉ Ngạn gia tăng nhiều, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là sau mấy trăm năm trôi qua, kiếp vận của Bỉ Ngạn lại bộc phát, sát phạt tái khởi, vui mừng chính là bọn họ có thể mượn dùng lực lượng này, đối kháng thiên địa đạo lực của thiên cảnh phản kích, có thể trấn áp đạo tôn càng lâu hơn. Hải Ninh Tử đứng từ xa nhìn về phía Bỉ Ngạn, hạ giọng nói, chắc chắn Bỉ Ngạn sẽ sinh biến, chỉ không biết biến cố này đến từ đâu. Ta loáng thoáng cảm giác tâm thần không yên, ta cũng có cảm giác tâm thần không yên. Sâm Khê Tử nói, Ngọc Khê Tử nói, ta cũng vậy. Động Huyền Tử lại không có bao nhiêu cảm giác khác thường. Hải Ninh Tử hỏi thăm một lượt, vận kiếp vận chi đạo, dùng đạo nhãn cẩn thận quan sát bọn họ, không phát hiện ra dị trạng gì. Cung Tiệp Huyên đến đây, nói mình không biết tại sao tâm thần có phần không yên. Hải Ninh Tử đột nhiên tỉnh ngộ, cười ha hả, tiếng cười như khóc, ta uổng công làm kiếp vận đạo chủ, không ngờ lại bị kiếp vận che đậy đạo tâm. Ha ha ha, chư vị, chúng ta đều trong kiếp nạn, chạy không thoát. Cung Tiệp Huyên trong lòng cả kinh, ta cũng đang gặp nạn. Không phải đã có một vị Hồng Mông đạo chủ rồi sao? Hải Ninh Tử cười một lúc rồi mới ổn định lại đạo tâm nói, chỉ e rằng vị Hồng Mông đạo chủ kia không hoàn toàn là Hồng Mông đạo chủ của Bỉ Ngạn, chỉ e còn là Hồng Mông đạo chủ của các vũ trụ khác. Huống chi hắn còn chưa chết, bởi vậy cô nương cũng đang trong kiếp này. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2585, Đạo Tịch Duyên Đến, Bỉ Ngạn Nổi Kiếp, 2. Hắn nhìn về phía Động Huyền Tử rồi nói, trong chúng ta người duy nhất không có kiếp vận chính là Động Huyền đạo hữu. Hoa Thịnh Thịnh đắc đạo, hắn đã tử vong, giải trừ kiếp vận trên người Động Huyền.
người tu luyện thái nhất đại đạo, ngoại trừ thái nhất đạo chủ, chắc là đều có một chút sinh cơ. Động Huyền Tử khẽ nhíu mày, hỏi, vì sao thái nhất đạo chủ không có sinh cơ? Lời của ngươi, về lý không hợp. Hải Ninh Tử nói, thái nhất và Bỉ Ngạn có đại nhân quả, hắn chứng đạo thái nhất không phải ở Bỉ Ngạn chứng đạo, nhân quả không lớn. Kiếp vận của hắn không phải đến từ thái nhất đại đạo, mà đến từ đại thiên vũ trụ và đạo kỷ thiên. Những kiếp vận này cần phải hoàn lại. Hơn nữa có người chủ tâm ám toán hắn, muốn hắn lưng gánh đại kiếp vận, bởi vậy hắn không có một chút hy vọng sống sót nào. Chân mày Động Huyền Tử nhíu chặt hơn. Động Huyền Tử, ngươi ở lại chỗ này. Cung Tiệp Huyền nói, chư vị, theo ta cùng đi, chúng ta về Bỉ Ngạn ứng kiếp. Cảnh Ninh Tử ngồi bên cạnh Thông Thiên Đạo Chủ, không hề nhúc nhích chút nào. Thông Thiên Đạo Chủ nói, ngươi đi đi, đi ứng sát kiếp. Cảnh Ninh Tử thoáng chần chừ, lắc đầu nói, ta chỉ có giết ngươi mới có cơ hội sống sót. Nhưng ta không thể giết ngươi. Kiếp số của Bỉ Ngạn, chọn lầm người rồi. Không nên lựa chọn ngươi ta tới làm sát phạt đạo chủ. Thái nhất đạo chủ cũng cảm thấy tim đập nhanh từng đợt khó hiểu, cảm giác hồi hộp. Này không biết từ đâu đến, khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra bức thiết, tăng nhanh tốc độ chạy về phía Bỉ Ngạn. Bốn phía hỗn độn mênh mông, thuyền lầu chạy trong hỗn độn hải, tốc độ dần dần gia tăng. Hắn lấy danh nghĩa bế quan, hiện giờ đã rời Bỉ Ngạn hơn 100 năm, trong đạo kỷ thiên chỉ tồn tại một đạo thân của mình. Hơn 100 năm nay hắn vẫn luôn bôn ba trong hỗn độn hải, đi từ vũ trụ này tới một vũ trụ khác, nắm giữ những thiên địa đại đạo của những vũ trụ này, trở thành thái nhất đạo chủ của những vũ trụ này. Theo số lượng thiên địa đại đạo vũ trụ mà hắn nắm giữ càng ngày càng nhiều, hắn cách chân lý của thái nhất chi đạo càng ngày càng gần. Mỗi một vũ trụ có thiên địa đại đạo bất đồng, thái nhất đại đạo cũng sẽ theo đó mà phát sinh một số biến hóa kỳ diệu nào đó chứ không giống nhau. Nhưng theo tích lũy của hắn, lý giải của hắn với thái nhất cũng càng ngày càng sâu. Trên danh nghĩa chỉ có 3.000 thiên địa đại đạo, nhưng tình hình mỗi vũ trụ lại khác nhau. Số lượng thiên địa đại đạo cũng không giống nhau, có vũ trụ đại đạo số lượng ít hơn 3.000, có cái lại nhiều hơn 3.000. Thậm chí không thiếu vũ trụ có được vạn đạo. Trong thời gian này, thái nhất cũng tình cờ nghe được tin tức về hư không đại hội, biết là Hứa Ứng làm, rất muốn đi xem một chuyến, thế nhưng là không có lệnh bài tiến về hư không giới. Hơn nữa, hắn tập trung tinh thần nghiên cứu thái nhất đại đạo, cũng không rảnh đi hỏi việc này. Cảm kinh hãi tâm thần không yên này, tất có duyên cớ. Thái nhất đạo chủ hạ giọng nói, chẳng lẽ kiếp vận của Bỉ Ngạn lại phát sinh biến cố? Với thực lực của ta bây giờ chắc cũng đủ dùng rồi. Lúc này, hắn nhìn thấy phía trước có tiên quang quanh quẩn, lại có đạo quang xuyên thấu hỗn độn hải, chiếu vào tầm mắt của hắn. Thái nhất đạo chủ kinh ngạc đồng thời thả chậm tốc độ thuyền lầu, khi chạy đến trước mặt thì thấy nơi đó là một tòa tiên điện lơ lửng trong hỗn độn hải. Tòa tiên điện này không phải là màu đồng thau, cũng không phải là kỳ chân dị bảo khác chế tạo thành, mà lại là dùng thứ ngói xanh bình thường. Quét vôi như tường trắng tầm thường, từ xa nhìn lại, như một đạo quán không có gì lạ, cũng không khiến người ta chú ý. Ngoài điện có trồng một cây cổ thụ, rễ cây già nua, cong cong kiệt ngạo, lại đâm cành lá vào hỗn độn hải, không hề để ý đến áp lực và ăn mòn của hỗn độn hải chút nào. Bên trong tiên điện có đạo nhân cư trú, nhìn thấy thuyền lầu đến, vì thế đi ra ngoài điện, gặp mặt thái nhất đạo chủ. Thái nhất tập trung nhìn lại, chỉ thấy đạo nhân kia trán cao, trên cằm có mấy sợi râu, khí chất thoát tục, cầm trong tay một cây phất trần, rất có phong vận đạo cốt tiên phong. Trong lòng thái nhất đạo chủ cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, tiên điện này không phải do Thúy Nham tạo ra, chỉ là tường trắng ngói xanh làm sao lại chống đỡ được hỗn độn hải càn quét cơ chứ? Đạo, hữu, đạo tịch hữu lễ. Đạo chủ cầm phất trần hất vào khuỷu tay, chào nói. Thái nhất đạo chủ hoàn lễ, cười nói, thái nhất bái kiến đạo hữu. Đạo tịch chân quân mời, cười nói, hỗn độn hải mênh mông vô bờ, đã gặp nhau chính là hữu duyên. Thái nhất đạo hữu, mời vào điện của ta ngồi một lát. Thái nhất đạo chủ thoáng chần chừ, vẫn đi vào tiên điện này. Chương 2586, đạo tịch duyên đến, Bỉ Ngạn nổi kiếp, 3. Chỉ thấy trong sân trước tiên điện lại còn có nửa mẫu hồ nước, trong hồ có cá đang bơi, không ngừng phun ra nuốt vào bọt khí. Trong bong bóng khí kia lại là hỗn độn chi khí, khiến thái nhất tấm tắc lấy làm lạ, không biết cá là yêu vật gì, lại có pháp lực như vậy. Hắn tiến vào bên trong tiên điện, chỉ thấy bên trong tiên điện không thờ phụng bất cứ ai, chỉ có một chiếc đèn xanh,
cũng không trang trí bất cứ thứ gì. Hai người ngồi dưới bóng đèn, Đạo Tịch Chân Quân cười nói, con người ta luôn luôn rất nhàm chán, cho nên rất nhiều người phê bình ta, cho rằng ta cùng hung cực ác, máu lạnh tuyệt tình, nhưng đều là vu oan. Kỳ thực ta là một người rất hiền từ. Thái Nhất Đạo Chủ dò hỏi, tại hạ xuất thân từ bỉ ngạn của Hỗn Độn Hải, xin hỏi đạo huynh xuất thân từ nơi nào? Đạo Tịch Chân Quân cười nói, vũ trụ xuất sinh ra ta đã sớm tịch diệt, không còn quê hương. Thái Nhất Đạo Hữu, vì sao ngươi lại lấy đại đạo mình tu luyện làm đạo hiệu? Thái Nhất Nhất nói, ta cho rằng, con đường tu đạo là nên thành tâm nhất. Tâm không chân thành thì chứng đạo bằng cái gì? Sao có thể thành đạo? Sao có thể đắc đạo? Ta chân thành với đạo của ta, cho nên tất cả tên họ đều là hư ảo, chỉ có Thái Nhất trường tồn. Đạo Tịch Chân Quân mặt mày chấn động nói, tư chất của ngươi cũng không phải thượng thừa, thiên phú cũng bình thường, ngộ tính lại càng bình thường, duy độc đạo tâm cứng cỏi kiên cường. Bởi vậy, đạo tâm của ngươi đã trợ giúp ngươi đến thẳng đạo chủ cảnh. Đạo hữu khiến người ta phải khâm phục. Thái Nhất Đạo Chủ cười nói, không dám. Đạo Tịch Chân Quân nói, đã là có duyên, hay là đạo hữu theo ta cùng nhau trở về đạo minh, ta có thể bảo đảm thành tựu sau này của đạo hữu, chắc chắn không chỉ. À đạo chủ. Thái Nhất Đạo chủ động, vội vàng hỏi, đạo huynh là người trong đạo minh. Đạo Tịch Chân Quân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, chính là đến từ đạo minh. Thái Nhất Đạo chủ vui mừng vạn phần, đạo minh thần bí khó lường, trước đây bọn họ chưa từng nghe nói đến chuyện của đạo minh. Cho đến khi La Thái Tông trở về bọn họ mới biết được bên trong Hỗn Độn Hải lại còn có một đạo minh. La Thái Tông đi tới đạo minh, kết quả tu vi thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi dốc toàn lực đối kháng với tất cả đạo chủ vẫn chiếm thượng phong. Tuy nhiên muốn gia nhập đạo minh, rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng, La Thái Tông tư chất cực cao, ngộ tính cũng bất phàm, cho nên mới được người trong đạo minh để ý, dẫn hắn tiến vào trong đạo minh. Thái Nhất, đạo chủ chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại có thể lọt vào mắt xanh của đạo minh. Đạo Tịch Chân Quân cười nói, ngươi theo ta cùng đi tới đạo minh, bỏ qua trần thế hỗn loạn, một lòng hướng đạo, theo đuổi đại đạo trung cực. Tuy tư chất thiên phú và ngộ tính của ngươi không tốt lắm, nhưng đạo tâm thật sự cứng cỏi, tương lai tất có thành tựu lớn. Đạo minh chính là con đường tốt nhất để ngươi phi thăng một lần nữa. Thái Nhất Đạo chủ bị lời nói của hắn làm cho động tâm, cười nói, đạo huynh có thể chờ ta một chút không? Đợi ta xử lý xong chuyện bỉ ngạn, ta sẽ theo huynh cùng đến đạo minh. Ánh mắt Đạo Tịch thăm thẳm nhìn chăm chú vào hắn, mặc dù gương mặt mang theo vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng, không có bất cứ tình cảm gì trong đó. Đạo hữu, ngươi chỉ có một cơ hội này thôi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như về lại bỉ ngạn, sẽ không còn khả năng tiến vào đạo minh. Nếu theo ta đi đạo minh, nhất định phải vứt bỏ bỉ ngạn. Thái Nhất nghiêng người, cười nói, đã như vậy, xin cáo lui. Đạo Tịch nhướng mày, đứng dậy đưa tiễn. Thái Nhất Đạo chủ lên thuyền lầu, chạy về phía bỉ ngạn. Đạo Tịch Chân Quân dõi mắt nhìn theo hắn biến mất trong Hỗn Độn Hải, trong mắt có tịch diệt thiên hỏa bập bùng. Thái Nhất, đáng tiếc, không có duyên phận này. Hắn vẫn chưa rời đi mà tiếp tục lưu lại chỗ này, như đang chờ đợi cái gì. Thái Nhất Đạo chủ trở về bỉ ngạn, trả thuyền lầu Thúy Nham tại bên thuyền, không nhanh không chậm đi về phía Đạo Kỷ Thiên. Hắn không cảm nhận được đạo thân của mình, không khỏi khẽ cau mày, bước chân thoáng chần chừ, nhưng vẫn đi về phía Đạo Kỷ Thiên. Đi tới nửa đường, bỗng nhiên có một luồng âm phong buông xuống, lập tức cát bay đá chạy, khói bụi mịt mù, sắc trời nhanh chóng tối đen lại. Thái Nhất mặt rất bình tĩnh rồi nói, tại hạ Thái Nhất, là vị đạo hữu nào đang đùa giỡn với tại hạ? Nếu Thái Nhất đắc tội, bồi tội với ngài. Đã thấy Thiên Thành Tử đi tới trong gió lạnh, sắc mặt ảm đạm rồi nói, đạo huynh dừng lại, con đường phía trước không thể đi được. Thạch Lam và các đạo chủ khác đã phản bội, bày ra thiên la địa võng. Thái Nhất Đạo chủ cười nói, đạo hữu, bọn họ cùng ta chống lại Tam Đại Đạo chủ, cùng chung mối thù, sao lại phản ta? Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2587, Đại Đạo vỡ nát, 1. Lúc này, trong âm phong lại có Huyền Nữ Thánh Vương đi tới, khom người nói, Thái Nhất, lần này ta đến muốn chào từ biệt ngươi, không thể cùng ngươi chinh chiến. Trên con đường phía trước, những đạo chủ khác đã bố trí mai phục, ngươi mau chạy trốn đi. Sắc mặt Thái Nhất Đạo chủ ảm đạm, cười nói, người nào có chí nấy,
Thánh Vương có thể tới báo cho ta biết, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn cản. Bỗng nhiên trong âm phong, Cửu Tăng Đạo Quân bồng bềnh đi đến, lễ bái với Thái Nhất nói, Sư Tôn, còn, đường phía trước không thể đi được. Đệ tử chịu xin Sư Tôn quay đầu, rời khỏi Bỉ Ngạn, đừng trở về. Dứt lời, khấu đầu rầm rầm. Thái Nhất Đạo Chủ cười nói, Cửu Tăng, nếu có đạo chủ mai phục ta, sao có thể bị ngươi phát hiện? Bọn họ đã giết ngươi từ lâu rồi, ngươi còn có thể tới báo cho ta biết. Hắn nói đến đây, chỉ thấy Cửu Tăng Đạo Quân dập đầu nói, đệ tử không thể hầu hạ Sư Tôn. Hắn đứng dậy, đột nhiên toàn thân đều là máu, hóa thành một vũng máu, chấp niệm tiêu tan. Thái Nhất Đạo Chủ vội vàng chụp về phía Cửu Tăng Đạo Quân, nhưng chỉ kịp bắt được một làn xương máu, trong lòng hắn cực kỳ đau thương. Vội vàng nhìn về phía Thiên Thành Tử cùng Huyền Nữ Thánh Vương, đã thấy hai người đứng trong âm phong, khom người về phía hắn. Hai vị đạo hữu, Huyền Nữ Thánh Vương nói, nếu có thể làm đạo hữu hồi tâm chuyển ý, ta nguyện như Cửu Tăng, từ bỏ chấp niệm. Nói xong, thất khiếu cô bỗng chảy máu, thân thể cũng máu me đầm đìa, hóa thành một vũng máu. Đạo tâm Thái Nhất có một loại đau đớn như xé rách, nhìn Thiên Thành Tử còn đang đứng trong âm phong, khàn khàn nói, đạo hữu, ngươi có thể chạy thoát. Ta không thoát khỏi nhân quả đại đạo. Thiên Thành Tử bái biệt hắn rồi nói, bây giờ chỉ có thể dùng một chút tàn niệm tới gặp ngươi, cẩn thận Lâm đạo chủ. Quay đầu đi, đừng đi về phía trước nữa. Hắn ta cũng tự hóa thành một vũng máu, chấp niệm tiêu tan. Thái Nhất đạo chủ ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ thấy âm phong kia tán đi, dần dần khôi phục thanh minh, bầu trời xanh thẳm. Hắn biết, vết máu vừa rồi chỉ là chấp niệm của đệ tử mình và Thiên Thành Tử, Huyền Nữ Thánh Vương, điều khiển đạo huyết bay đến, khuyên hắn dừng bước quay đầu lại. Khóe mắt Thái Nhất đạo chủ có giọt lệ trượt xuống, nhớ tới cảnh ngộ ngày hôm đó, còn có tồn tại thần bí đạo tịch kia cũng bảo mình không nên đi vào Bỉ Ngạn, đi theo hắn đến đạo minh. Từ nơi sâu xa, hắn cũng cảm thấy được một loại dự cảm bất thường. Thế nhưng là, nơi này là Bỉ Ngạn. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đây là nơi sinh dưỡng ta. Hắn sải bước về phía trước. Ta có đủ sức ngăn cơn sóng dữ, ta có đủ lực lượng ngăn cản tất cả. Bỉ Ngạn có thể trở nên tốt hơn, trở nên tươi đẹp hơn. Đám người Bỉ Ngạn có thể không cần dãy dụa vì kiếp vận, không bị tịch diệt nuốt trọn, không cần sợ hãi, yên vui sung túc. Trong lòng hắn có cảm giác nghiệp hỏa bừng bừng, đốt cháy tim phổi, đúng rồi, đáng lẽ nên chết từ lâu rồi. Một ức 2000 vạn năm trước, bọn chúng đáng chết. Chuyện năm xưa ông trời không thể làm được, chuyện năm xưa ta muốn làm mà không thể, cũng nên hoàn thành. Ta không thể thay đổi được chuyện ta như hứa ứng, nhưng ta có thể nắm chắc tương lai. Ta có thể cho người của Bỉ Ngạn một tương lai. Thái Nhất đạo chủ đi vào đạo Kỳ Thiên. Đạo Kỳ Thiên vốn có 26 vị đạo chủ, còn có rất nhiều bất hủ, chân vương, đạo quân và đại đạo quân. Bọn họ đệ tử đông đảo, thường xuyên lui tới. Chẳng qua giờ phút này, chẳng biết vì sao đạo Kỳ Thiên lại không có một ai, trống rỗng, phảng phất như tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên mất tích. Thái Nhất đạo chủ đi không nhanh không chậm về phía Xá An cung của mình. Với tư cách đạo chủ, hắn luôn luôn bình đẳng, 25 vị đạo chủ khác cũng như hắn. Mỗi người có đạo tràng của mình ở tầng cao nhất đạo Kỳ Thiên, địa vị tương tự như ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, Na. Hiện tại, những đạo tràng này cũng trống rỗng. Thái Nhất làm như không thấy, đi tới Xá An cung, trong ngoài cung không một bóng người. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, hào quang trong mắt dần ảm đạm, sau khi ẩn vào trong mắt thì mơ hồ có vẻ sắc bén hiện lên trong khe hở của mí mắt. Đột nhiên, thiên địa bốn phía ầm ầm sụp đổ, 20 món tiên thiên linh bảo từ bốn phương tám hướng cùng lúc đánh tới giao quang điện của Xá An cung. 20 đạo chủ hiện thân, lộ ra thần sắc kích động, nhìn về phía những tiên thiên linh bảo phát ra hào quang đại đạo. Đạo quang sán lạn như thế, chỉ trong khoảnh khắc đã làm bốc hơi Xá An cung, trực tiếp biến tất cả thành mảnh vỡ, phá hủy không còn một mảnh. Chương 2588, Đại đạo vỡ nát, 2. Giờ khắc này, đạo Kỳ Thiên phảng phất như đã trải qua khai thiên tích địa, đạo quang như ức vạn mặt trời đồng thời chiếu sáng. Chấn động đại đạo khủng khiếp thậm chí khiến thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn xuất hiện dao động. Lúc này quần tinh và thái dương đã mất đi màu sắc, không ngờ biên giới vũ trụ của Bỉ Ngạn cũng rung chuyển kịch liệt. Đây là 20 vị đạo chủ chủ tính đã lâu, chuẩn bị đã lâu, dốc một đòn toàn lực nhất định phải chém Thái Nhất đạo chủ thành muôn mảnh.
Đợi đến khi hào quang đại đạo thối lui, chỉ thấy từng món tiên thiên linh bảo lơ lửng trên không trung, bốn phía linh bảo còn có từng luồng linh quang thô to đang quay xung quanh linh bảo. Hình thái của linh quang là hình thái của đại đạo, trong linh bảo ẩn chứa lực lượng của đại đạo, có uy năng chí cao có thể so với đạo chủ, thậm chí vượt qua đạo chủ. Đám đạo chủ như Thạch Lam, Tề Hiền phát giác linh bảo mình khống chế, không ngờ lại có từng đợt lực phản chấn cường đại, không khỏi nhíu mày, nhìn lại chỗ linh bảo vờn quanh. Chỉ thấy ở đó có một ông lão cao to ngồi bất động, thái nhất đại đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, 3.000 loại đại đạo hỗn nguyên nhất thể. 20 món tiên thiên linh bảo nện trên thái nhất đại đạo, khiến cho thái nhất đại đạo ở xung quanh vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ông lão cao to kia cũng chấn động tới mức khóe miệng chảy máu, áo trắng bị nhuộm đỏ. 20 vị đạo chủ kinh ngạc không thôi, như vậy mà vẫn cũng không chết. Những đạo chủ này, như đám người Tề Hiền, Lăng Yên chỉ tu luyện một môn đại đạo trở thành đạo chủ, chỉ là thu hoạch hơn 50 tòa vũ trụ đại đạo. Đại đạo mà bọn họ tu luyện chỉ là một phần của đại đạo. Đạo lực của thái nhất đạo chủ đã hơn xa bọn họ. Cho dù cảnh giới thái nhất có thấp hơn một chút so với bọn họ, nhưng bọn họ cũng chưa từng tu luyện đến đạo chủ cảnh trung kỳ. Cho dù bọn họ tế ra tiên thiên linh bảo uy lực vô cùng cường đại, cũng không thể đánh chết ông lão này. Thạch Lam đạo chủ vừa sợ vừa giận, tiếng quát bén nhọn chói tai vang lên, thái nhất, quả nhiên ngươi là kẻ trong ngoài bất nhất, chẳng qua là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Ngươi luôn miệng nói mình không thu hoạch đại thiên vũ trụ, ngươi bây giờ làm cái gì? Không thu hoạch đại thiên vũ trụ, ngươi có thể có mạnh như vậy? Cửu U Tôn chủ âm trầm nói, quá là một tên ngụy quân tử, hắn chỉ truyền đạo, không thu gặt, truyền lại là pháp môn không trọn vẹn, vốn là dối trá không gì sánh được. Nếu hắn có thể dối trá cả đời, ta còn có thể kính hắn một phần. Nhưng hắn hiển nhiên không thể dối trá cả đời, khiến người chế nhạo. Linh Cầm đạo chủ cười lạnh nói, hắn muốn diệt trừ ba người Hoa, Lâm, La, mục đích chỉ muốn trở thành Hoa, Lâm, La mà thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác tự rát vàng lên mặt mình, muốn chiếm danh phận đại nghĩa. Linh Hoa đạo chủ kêu lên, chắc chắn hắn thu hoạch đại thiên vũ trụ, nếu không sẽ không thể nào mạnh hơn chúng ta, ngụy quân tử chính là ngụy quân tử. Cô ả vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên thái nhất đạo chủ đứng dậy từ trong trấn áp của bọn họ. 20 vị đạo chủ vừa sợ vừa giận, hợp lực điều động linh bảo ra sức bay về phía thái nhất. 20 món linh bảo kia đã bị bọn họ tế luyện thuần thục, uy lực cường đại, đạo lực hùng hồn không ngừng nện xuống thái nhất đạo chủ. Đánh tới mức hào quang thái nhất đại đạo không ngừng vỡ nát, rồi lại không ngừng ngưng tụ. Thái nhất đại đạo vốn đã có đủ. Trong tình huống vốn đã có đủ, đại đạo của hắn gần như bất diệt. Đám đạo chủ cảm nhận được dưới tiên thiên linh bảo do mỗi người tự điều động, phảng phất như có một con cự thú không cách nào áp chế đang duỗi dài thân thể. Chấn động khiến thân thể mỗi người bọn họ không ngừng run rẩy, đại đạo cũng theo đó mà rung chuyển. Đạo lực của thái nhất thực sự quá hùng hồn. Lúc trước bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đều là đạo chủ, thái nhất thậm chí còn họ đắc đạo chậm hơn bọn, chênh lệch lại lớn như vậy. Năm đó khi bọn họ đắc đạo, thái nhất vẫn chỉ là một bất hủ nho nhỏ, hoàn toàn không xếp hạng được. Nếu bọn họ biết giữa hai bên có chênh lệch lớn như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không tạo phản. Các ngươi nên chết từ lâu rồi, giọng nói của thái nhất vang lên. Ù. Thái nhất giơ tay nắm lấy linh bảo của Linh Hoa đạo chủ, tiện tay ném về phía Linh Hoa đạo chủ. Linh Hoa đạo chủ phát động đại đạo Thanh Long, sau lưng hiện ra hơn dị tượng 50 tòa vũ trụ. Thiên địa đạo lực từ những vũ trụ kia vọt tới, rót vào trong cơ thể cô, đưa tay đón đỡ tiên thiên âm dương đỉnh đang xoay tròn đánh tới. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2589, Đại đạo vỡ nát, 3. Hai tay cô vừa mới tiếp xúc với mặt ngoài cái đỉnh ba chân này, bàn tay thái nhất đã in trên vách đỉnh. Lập tức một lực lượng không cách nào chống cự xâm nhập đến, nghiền 10 ngón tay của Linh Hoa đạo chủ đến nát bấy. Sau đó tới cánh tay, ngực, tứ chi, đầu của cô ả vỡ nát. Cô ả như một bãi bùn nhão bôi lên trên tiên thiên âm dương đỉnh. Âm dương nhị khí trong đỉnh bay ra, hút cả nguyên thần thân thể của bản thân ả vào trong đỉnh. Mắt thấy Linh Hoa đạo chủ sắp bị luyện chết, ả kêu lên, thái nhất, ngươi không giết được ta. Ta chính là đạo chủ của Bỉ Ngạn, đại đạo của Bỉ Ngạn bất diệt thì ta bất hủ. Vậy thì tiêu diệt đại đạo của Bỉ Ngạn. Thái nhất giơ tay điểm đến,
đánh trúng đống thịt nát trong đỉnh, trong lúc miếng thịt nát kia chưa bị mài mòn. Đạo lực của hắn truy tìm thiên địa đại đạo tương tự với Linh Hoa đạo chủ, xuyên qua vũ trụ, hủy diệt thiên địa đại đạo mà Linh Hoa đạo chủ đang tu luyện. Thời khắc này, toàn bộ những người tu luyện Thanh Long đại đạo bên trong Bỉ Ngạn đột nhiên chỉ cảm thấy đại đạo bản thân không ngừng đứt gãy, đại đạo bắt đầu tử vong, héo tàn, không còn bất cứ uy lực nào. Không chỉ có vậy, tâm đắc cảm ngộ của bọn họ cũng không còn. Trong thiên địa, cho đạo như tuyết, bồng bềnh là tả, từ từ hạ xuống. Từ lúc ở thịnh hội Quỳnh Hoa đảo năm xưa, đáng ra ta đã phải giết chết các ngươi rồi. Thái thân thân hình lóe lên chớp động, đi đến bên cạnh Linh Cầm đạo chủ, đối diện là uy năng khủng khiếp của 19 món tiên thiên linh bảo. Hắn không thèm đếm xỉa tới những tiên thiên linh bảo này, tế ra La Thiên đạo thụ đánh xuống Linh Cầm đạo chủ. 19 món tiên thiên linh bảo xuyên thủng thái nhất đại đạo của hắn, lực lượng kinh khủng tác động lên người hắn, khiến hắn trọng thương. Theo lý mà nói, cho dù đạo chủ bị đạo thương nghiêm trọng như vậy, cũng không thể lập tức khỏi hẳn, càng không thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Nhưng vốn đã có đủ của thái nhất đại đạo, lại là các loại thiên địa đại đạo thuộc về thái nhất đều nằm trong tay ta. Những đại đạo này cho dù bị hao tổn, cũng có thể nhanh chóng bù đắp, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Bởi vậy cho dù thái nhất chống chọi lại 19 món tiên thiên linh bảo, cũng có thể nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, La Thiên đạo thụ lại gạt Linh Cầm đạo chủ sang một bên, đánh tan ngũ âm đại đạo. Linh Cầm đạo chủ ho ra máu, nhưng CPMF chưa tử vong, bị thái nhất áp sát, điểm vào mi tâm ả. Tích tắc sau, ngũ âm đại đạo trong thiên địa tan vỡ, âm luật không còn, các loại đạo âm biến mất. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đạo tuyết bay phấp phới, càng rơi càng lớn. Hiện tại ra tay trừ bỏ các ngươi, vẫn không tính là quá muộn. Thái nhất đạo chủ giơ tay lên, đánh nát đầu ma cực đạo quân. Vung tay lên, đã đánh nát âm ma đại đạo mà hắn tu luyện. Âm ma đại đạo vỡ nát, tất cả âm thần, âm hồn, cùng với một phần ma đạo bắt đầu tan rã. Đạo lực khuấy động trong thiên địa, hỗn loạn, đạo tuyết bay tán loạn. Giết các ngươi rồi, ta sẽ bổ thiên, để xem các ngươi phục sinh như thế nào. Hắn giết đỏ mắt, dùng tay không đón đỡ vạn tượng đồ, một chiêu La Thiên ấn, trưởng lực giết chết Tề Hiền đạo chủ, đánh nát thần đạo của hắn trong vũ trụ Bỉ Ngạn. Lập tức hắn nghênh tiếp linh bảo Càn Khôn kiếm, bị Càn Khôn kiếm đâm vào ngực, nhưng vẫn há mồm hét lớn, chấn vỡ nguyên thần Thái Anh đạo chủ. Ngoài đạo kỳ thiên, ánh mắt Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ âm u, nhìn chăm chú cảnh tượng này. Lục Dị Nhân đứng hầu ở một bên, cũng đang quan sát trận chiến này, ánh mắt lấp lóe nói, sư tôn, hiện tại có thể ra tay. Giải cứu những đạo chủ này là có thể thuyết phục bọn họ, để bọn họ cam lòng trung thành với sư tôn. Cam lòng trung thành. Lâm đạo chủ không nhịn được bật cười rồi nói, nếu ta cần bọn chúng thuần phục thì cần gì phiền toái như vậy. Huống hồ, đạo lực của bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cũng không bằng một thái nhất, hàng phục bọn chúng thì có vui thú kia chứ. Lục Dị Nhân rất khó hiểu, không để đám đạo chủ này cam nguyện trung thành, Lâm đạo chủ vì cái gì? Bọn chúng, chết sạch là tốt nhất. Không, còn phải lưu lại một người. Lâm đạo chủ cười nói, để lại tên đạo chủ này, như chó ta nuôi, bán mạng tuyên dương thái nhất đã từng làm. Cùng với công đức vĩ đại ta ngăn cơn sóng dữ, chém giết thái nhất, cứu vớt Bỉ Ngạn trong thế nguy nan. Ngắn ngủi một lát, 20 vị đạo chủ bị chết chỉ còn lại một mình Thạch Lam đạo chủ, cô cũng không dám giao phong với thái nhất, hốt hoảng chạy trốn. Đúng lúc này, cô đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, xuất hiện bên cạnh Lâm đạo chủ. Chương 2590, truyền thừa, 1. Sắc mặt Lâm đạo chủ lạnh lùng nhìn thái nhất đạo chủ đang đánh về phía này, quát, thái nhất, nhìn xem ngươi hiện tại đang làm gì. Ngươi đẩy Bỉ Ngạn vào trong kiếp vận, thân là bách tính Bỉ Ngạn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thạch Lam đạo chủ trốn sau lưng Lâm đạo chủ, hoảng sợ khó tả, khàn giọng nói, Lâm đạo huynh, thái nhất làm loạn, mau mau giết hắn đi. Lâm đạo chủ nghiêm nghị nói, thái nhất, ta vốn không có lòng ham danh lợi, bởi vậy không tranh giành với ngươi, ngươi muốn trở thành người thống trị của Bỉ Ngạn, ta nhường ngươi là được. Ta tự cầu đạo của mình, ẩn cư tị thế, miễn cho bị đủ loại chuyện quấy rối đạo tâm. Không ngờ ta mới ẩn cư mấy trăm năm, ngươi đã giày vò Bỉ Ngạn thành bộ dáng này. Ánh mắt thái nhất đạo chủ lộ ra sát khí, đi về phía hắn, điềm nhiên nói, Lâm Truyền Đình, chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải do ngươi điều khiển? Lâm đạo chủ giận tím mặt, bi phẫn nói,
ta điều khiển sao? Là ta cắt đứt thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, hay là ta tàn sát nhiều đồng đạo Bỉ Ngạn như vậy? Thái Nhất, mở to con mắt của ngươi nhìn xem, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Âm thanh của hắn vang dội, thần trí Thái Nhất đạo chủ đột nhiên thanh minh vài phần, nhìn quanh, chỉ thấy giữa thiên địa có đạo tuyết bay bay tán loạn, khung cảnh mảnh u ám mờ mịt. Sâu trong thời không vang lên từng đợt đạo khóc, cứ như âm thanh tạo ra do đại đạo đang vỡ nát tử vong. Bỉ Ngạn như đang nghiêng ngả, thời không trở nên bất ổn, các loại đại đạo cũng có xu thế đứt đoạn không chịu nổi áp lực của hỗn độn hải. Thái Nhất đạo chủ không khỏi sợ hãi, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ta giết 19 vị đạo chủ, hủy 19 thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, kéo Bỉ Ngạn vào kiếp vận. Ta, ngươi là tội nhân của Bỉ Ngạn. Lâm đạo chủ tiến lên trước một bước, ánh mắt đỏ ngầu, quát, Thái Nhất, ngươi là tội nhân của Bỉ Ngạn. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Đạo âm của hắn chấn động tóc tai, lời nói thâm sâu, phảng phất như có thể thức tỉnh thứ chân thật nhất trong lòng mọi người. Trong cơ thể Thái Nhất đạo chủ, 19 loại đại đạo như Thanh Long đại đạo, Ngũ Âm, Lục Hợp, Bát Hoang, Sơn Nhạc, Địa Từ, nối liền với thiên địa, như 19 luồng hào quang, xác minh thiên địa, tu bổ thiên địa đại đạo. Cho hắn ta là đạo chủ, cũng lập tức cảm thấy trên người bị gông xiềng, phảng phất như có 19 gông xiềng đại đạo trấn áp trên người mình. Bỉ Ngạn vốn bị kiếp vận và sát kiếp quanh quẩn, giằng co hơn ngàn năm, lúc này kiếp vận mới yên lặng, sát phạt không dậy nổi, có thời gian mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng thiên địa đại đạo bị kiếp vận và sát phạt dày vò hơn ngàn năm, đã cực kỳ yếu ớt, nếu như Bỉ Ngạn nghỉ ngơi lấy lại sức. Người chứng đạo càng ngày càng nhiều, thiên địa đại đạo cũng sẽ dần dần tăng cường, không còn suy yếu nữa. Thái Nhất đạo chủ thu hút thiên tài từ đại thiên vũ trụ, mục đích chính là củng cố thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Đáng tiếc, tiến trình này đã bị chính hắn cắt đứt. Bỉ Ngạn đã xuất hiện xu thế đại đạo vỡ nát, cho dù hắn tự mình lấy đại đạo của bản thân đi lấp đầy thiên địa đại đạo, cũng chỉ là trì hoãn loại xu thế này. Thái Nhất đạo chủ kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu trầm giọng nói, mục đích của ta muốn Bỉ Ngạn thoát khỏi kiếp vận, muốn Bỉ Ngạn lại cường đại, để cho Bỉ Ngạn trở thành Bỉ Ngạn của toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng, đạo chủ của Bỉ Ngạn bị ngươi giết đến chỉ còn lại ba người ta, ngươi và Thạch Lam. Lâm đạo chủ châm chọc, cái ngươi gọi là Bỉ Ngạn hùng mạnh chính muốn giết sạch thánh tộc sao? Ngươi mở rộng Bỉ Ngạn là giao toàn bộ Bỉ Ngạn cho dị tộc sao? Đây là bản tâm của ngươi sao? Thái Nhất, quay đầu lại cho ta, nhìn lại bản tâm của ngươi. Nói cho ta biết, mục đích tu hành Thái Nhất của ngươi là gì? Thái Nhất đạo chủ đột nhiên như gặp phải trọng kích, mất hồn mất vía. Hắn nhớ tới lúc mình nghe nói về Thái Nhất đại đạo, đã tự mình phát lời thề. Ta thề tu luyện Thái Nhất, khi ta chứng đạo, tộc nhân của ta không bị cổ thần ức hiếp. Khi ta chứng đạo, cố hương ta là Bỉ Ngạn người người hướng tới. Khi ta chứng đạo, tộc ta là chủng tộc vinh quang nhất. Mà hắn ta cúi đầu nhìn lại nhìn thấy trên tay mình nhiễm máu tươi tộc nhân của mình, hơn nữa máu tươi của nhóm tộc nhân cường đại nhất kia. Cường giả của lão thánh tộc sắp bị hắn giết sạch. Lời thề năm đó khi hắn bước chân lên Thái Nhất đại đạo cũng như đang đùa cợt hắn. Thánh tộc của Bỉ Ngạn sắp trở thành thất truyền. Lâm đạo chủ nhìn hắn, cảm thấy đạo tâm của hắn đã rối loạn. Thái Nhất cường đại nhất chính là đạo tâm của hắn. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể khiến đạo tâm của hắn dao động. Các bạn vừa nghe xong tập 259 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.